được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Lily và Kim Hoa, rất hân hạnh được trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau gần 4 tháng, tiểu bang Victoria luôn luôn dẫn đầu toàn quốc Úc Châu về nhân số nhiễm bệnh COVID-19. Thế nhưng ngày hôm nay, thứ ba, 13 tháng 10, New South Wales đã dẫn đầu Victoria về nhân số nhiễm bệnh với 13 trường hợp lây nhiễm, trong số đó có 7 trường hợp là nhiễm cộng đồng và 6 trường hợp là những người bị dương tính từ nước ngoài trở về, trong khi Victoria đứng hàng thứ nhì sau New South Wales với 12 ca nhiễm mới. Mặc dù vậy, các cơ quan truyền thông báo chí tại Úc trong suốt ngày hôm qua và ngày hôm nay không quan tâm nhiều đến tình hình lây lan dịch bệnh, mà lại quan tâm nhiều đến những bê bối chính trị, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales và Victoria. Đúng vậy đó, thưa chị Kim Hoàng và thưa quý vị khán thính giả. Thông tin hot nhất trên các báo Úc Châu ra ngày hôm qua và hôm nay không phải là vấn đề về Covid hay những thông tin về kinh tế, mà là chiếc ghế của thủ hiến New South Wales và Gladys Berejiklian bất ngờ bị lung lay sau khi những cái thông tin về mối quan hệ tình ái bí mật của bà với cựu dân biểu là Darren McGill, người đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng, là bất ngờ bị phanh phui. Và ngày hôm qua xuất hiện trước Ủy ban điều tra thì bà Gladys Berejiklian cũng đã xác nhận là bà có mối quan hệ tình cảm cá nhân với ông Darryl Magwin suốt 5 năm qua, tức là kéo dài từ năm 2015 cho tới tháng 8 vừa rồi mới chấm dứt. Vâng, một cách cụ thể hơn thì khi xuất hiện trước Ủy ban điều tra tham nhũng gọi tắt là ACAT, thì bà thủ hiến Lady Berejiklian đã trình bày những cái sự kiện có thật là bởi vì Ủy ban điều tra ACAT có thẩm quyền như một tòa án và có thể truy cứu nhân chứng nếu như nhân chứng đưa ra những cái lời khai không trung thực. Và cũng chính vì vậy mà bà Berejiklian đã phải thành thật về mối quan hệ tình cảm cá nhân của bà. Mặc dù đây là một quan hệ tình cảm cá nhân, tuy nhiên khi thông tin được tiết lộ trên báo chí thì lẽ dĩ nhiên uy tín cá nhân của bà Berejiklian đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và trong mỗi một cái sự kiện như thế này luôn luôn có những kẻ binh và những người chống. Và chúng ta thấy rõ ràng là đảng đối lập luôn luôn chờ đợi thời cơ như thế này để mà nêu lên những yêu sách của họ. Và người chống đối mạnh mẽ nhất đối với chiếc ghế của thủ hiến Lady Berejiklian không ai khác hơn là lãnh tụ của đảng lao động đối lập tại tiểu bang New South Wales, bà Judy McKay. Vâng, bà McKay đã cáo buộc thủ hiến Berejiklian là đã không tố cáo những việc tham nhũng trong hàng ngũ đảng tự do của mình. Và trong phiên họp quốc hội ngày hôm nay thì bà lãnh đạo của đảng đối lập McKay cũng sẽ đệ trình một cái dự thảo nghị quyết là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ hiến Berejiklian. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến cái dự thảo bất tín nhiệm này thì chúng ta cũng cần phải nói lại cái bối cảnh về cái quan hệ của bà Lady Berejiklian với cựu dân biểu là ông Darryl McGill từ năm 2015 cho tới tháng 8 năm nay 2020. Bà Berejiklian xác quyết đây là mối quan hệ tình cảm và đây cũng có thể là một cái cuộc sống cá nhân khá là bê bối. Tuy nhiên trong vai trò thủ hiến của tiểu bang New South Wales thì bà nhận thấy rằng bà đã làm tròn trách nhiệm và tất cả những cái hành động sai trái và không hề có một hành động sai trái nào về mặt công quyền. Và do đó bà tuyên bố là bà sẽ không từ chức cho dù là lãnh tụ đối lập có kêu gọi như thế nào đi chăng nữa. Và quyết định không từ chức của bà dĩ nhiên cũng đã được ủng hộ của rất nhiều các vị bộ trưởng trong chính phủ liên đảng tự do quốc gia tại tiểu bang New South Wales, cũng như một vài vị bộ trưởng ở cấp liên bang. Và quan trọng nhất là bà Lady Berejiklian lại được nhận được sự ủng hộ của lãnh tụ lao động đối lập cấp liên bang là ông Anthony Albanese. Vâng, ngay cả thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng là ông cũng sẽ tiếp tục làm việc với thủ hiến Lady Berejiklian.
và đặc biệt là lãnh đạo của Đảng Lao động Đối lập ở cấp liên bang, ông Anthony Albanese cũng đã đánh giá những cái công lao rất là tốt đẹp của bà Gladys Berejiklian, đặc biệt là trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua dành cho tiểu bang New South Wales. Và trước khi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thì chúng ta thấy là bà Gladys Berejiklian cũng đã lèo lái tiểu bang New South Wales qua được cái cuộc khủng hoảng về cháy rừng vào cuối năm 2019, là một cái cuộc khủng hoảng mà không những gây bàng hoàng cho người dân trên toàn quốc Úc Châu mà còn gây bàng hoàng cho cả thế giới về tình trạng cháy rừng. Và New South Wales cũng đã thành công khi mà đã chế ngự được những biển lửa trong suốt thời gian vừa qua, và ngay sau đó là đại dịch COVID-19, Victoria đã lâm vào tình trạng bế tắc khi mà đợt bùng phát lần thứ 2 xảy ra. Mặc dù vậy, New South Wales với những cái sự dẫn dắt của thủ hiến Lady Berejiklian đã dần dần khắc phục được những cái ổ dịch và những cái sự lây lan trong cộng đồng, để cho đến thời điểm này, tháng 10/2020, thì sinh hoạt tại New South Wales vẫn không bị phong tỏa và hầu như người dân tại tiểu bang New South Wales vẫn có được một đời sống bình thường. Và do đó, lời kêu gọi của lãnh tụ đối lập Jody McKay không chắc chắn là sẽ không thành công. Nó có nhiều lý do, mà nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì tại Hạ viện của tiểu bang New South Wales là nơi chính phủ có đa số, và do đó những cái dự thảo quyết nghị của Đảng Lao động, nếu họ có đệ trình thì cũng không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện. Trong khi đó, tại Thượng viện thì nếu như tất cả dự thảo này được thông qua thì chúng ta thấy là liên đảng chính phủ hay là Đảng Lao động và Thế đối lập đều không có đa số, và một lần nữa phải nhờ đến sự ủng hộ của các nghị sĩ độc lập hoặc là các đảng nhỏ. Vâng, như vậy cho thấy là khả năng bà Gladys Berejiklian bị buộc phải từ chức thì có lẽ cũng rất là khó. Tuy nhiên, rõ ràng là bà đang phải đối diện với những ngày được xem là cơn ác mộng trong cái sự nghiệp chính trị của mình. Và câu chuyện này chắc chắn là được truyền thông Úc khai thác triệt để rồi, thưa chị Kim Hoàng. Bởi vì từ đó thì bà chưa có một cái vụ bê bối nào về cá nhân của bà. Kể từ khi bà nhậm chức, bà nhậm chức cho đến nay, sau khi bà kế nhiệm ông Barry O'Brien, là người đã từ chức vì một chai rượu đỏ trị giá là khoảng $3,000, thì bà đã làm rất tốt vai trò là thủ hiến của tiểu bang New South Wales. Và đây có thể nói là cơ hội ngàn vàng mà Đảng Lao động ở Thế đối lập đang chờ đợi để có thể sử dụng làm vũ khí tấn công lãnh tụ. Và ông Darryl Mulgill thì sắp sửa phải trình diện trước Ủy ban Điều tra Tham nhũng ICAC, mà người ta chưa biết là hậu quả sẽ thế nào, thì không những đối với chính ông mà cũng có thể còn ảnh hưởng tới thủ hiến của Gladys Berejiklian. Và tất nhiên là câu chuyện này cũng sẽ còn tiếp diễn nhiều, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ trở lại với thông tin về tình hình đại dịch COVID-19 tại tiểu bang Victoria. Thì thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được vào sáng ngày hôm nay là trong 24 giờ đồng hồ qua thì Victoria có thêm một người tử vong và 12 người nhiễm bệnh mới. Và do đó mà mức độ nhiễm bệnh mới trung bình một ngày trong vòng 10 ngày liên tiếp vừa qua cũng đã tăng lên 10. Như vậy là ngoài ra thì cái nhân số nhiễm bệnh bí hiểm, tức là không rõ nguồn gốc, cũng tăng lên đến 13 trong vòng 2 tuần liên tiếp vừa qua. Điều này cho thấy mà mục tiêu mà chính phủ Victoria đặt ra là trong thời gian 2 tuần lễ cho tới ngày 19 tháng 10 tới là số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm xuống chỉ còn 5 người và số ca bí hiểm cũng chỉ còn 5 người là có thể đạt được. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, vài ngày trước đây dư luận tại Victoria đã tỏ ra khá là giận dữ khi mà thủ hiến Daniel Andrew tuyên bố là giai đoạn 3 có thể sẽ không tiến hành đúng như dự định vào ngày 19 tháng 10 sắp tới, bởi vì nhân số nhiễm bệnh vẫn tiếp tục lây lan cao hơn mức trung bình 5 ngày trong vòng 4 tuần lễ. Thế nhưng thông tin ngày hôm nay, sau khi 12 trường hợp nhiễm bệnh mới đã được công bố, dư luận cũng không mấy chú ý. Lý do là bởi vì dư luận đang bận chú ý đến một vấn đề khác mà đã làm sinh hoạt chính trị tại Victoria trở nên sôi động hơn hẳn kể từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, sau khi Tổng Thư ký Phủ Thủ Hiến là ông Chris Ashley đã tuyên bố từ chức. Lý do là bởi vì trong danh sách những cái cú điện thoại mà ông đã đệ nạp cho Ủy ban Điều tra đã có những thông tin mà trước đây cá nhân ông xác quyết là ông không hề nhớ. Và đây là những thông tin vô cùng quan trọng, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc điều tra lần này. Vâng, như vậy là cho đến nay là trong số tất cả 13 chính trị gia viên chức cao cấp ở Victoria
là đều nói rằng là không nhớ rõ hoặc là không biết những cái cuộc điện thoại hay những cái cuộc trao đổi để quyết định ai là người đã thuê các công ty tư nhân tham gia giám sát người cách ly tại hai khách sạn ở Melbourne và là nguyên nhân chính gây ra làn sóng dịch bệnh thứ nhì tại Victoria. Sở dĩ việc từ chức của ông Chris Attlee đã gây xôn xao trong dư luận là bởi vì ông được cho là nhân vật quan trọng nhất trong ngành công vụ tại tiểu bang Victoria, và với những lời khai được cho là tiền hậu bất nhất của ông trong cái vấn đề mà ông đã liên lạc với cựu ủy viên cảnh sát lúc bấy giờ là ông Bryson Aston, và ông đã xác nhận là ông không hề nhớ gì đến những cái việc liên lạc này. Thế nhưng trong cú điện thoại, các cuộc gọi của ông thì đã hiện lên một cái thông tin rất là rõ ràng là sau khi ông nhận được cú điện thoại từ ủy viên cảnh sát thì cá nhân ông cũng đã có những cái cuộc điện thoại đáp trả lại cựu ủy viên cảnh sát này. Và đây là mấu chốt của vấn đề, bởi vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến việc là ai đang là người quyết định thuê mướn các công ty bảo vệ tư nhân trong việc canh giữ các khách sạn tại Victoria và đặc biệt là tại khu đô thị Melbourne, là nguồn cơn đã gây nên tình trạng bộc phát dịch bệnh lần thứ nhì tại Victoria, khiến hơn 800 người tử vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về phản ứng của liên đảng đối lập tại Victoria trong vấn đề này, thì ngày hôm qua thì lãnh đạo liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập tại Victoria là ông Michael O'Brien cũng đã kêu gọi ủy ban điều tra là nên thẩm vấn trở lại ông Chris Eccles, người vừa từ chức tổng thư ký phủ thủ hiến, sau khi hồ sơ của các cuộc điện thoại của ông có tiết lộ một chi tiết mới mà ông Eccles nói rằng là ông không nhớ khi điều trần trước ủy ban điều tra vài tuần lễ trước đây. Tất nhiên, chủ tịch ủy ban điều tra thì cũng có toàn quyền thẩm ra quyết định về vấn đề này. Ngoài lời kêu gọi điều tra lại từ lãnh tụ đối lập Michael O'Brien, thì ông Michael O'Brien một lần nữa cũng đã xác quyết là ông sẽ đệ trình một dự thảo quyết nghị đến quốc hội của tiểu bang Victoria để yêu cầu thủ hiến Daniel Andrew phải từ chức. Và như vậy là trong vòng một ngày, hai tiểu bang lớn nhất của nước Úc là Victoria và New South Wales, lãnh tụ đối lập đã quyết định đệ trình dự thảo quốc nghị để mà trút vế thủ hiến của cả hai tiểu bang này. Mặc dù việc làm này rất khó có thể đạt được thành công, lý do là bởi vì tất cả các chính phủ tiểu bang đều có đa số tại Hạ viện, là nơi mà dự thảo quyết nghị có đưa lên thì cũng không thể nào được thông qua. Tuy nhiên, bởi vì là ở thế đối lập, cho nên lãnh tụ đối lập cần phải làm những gì mà họ cho rằng họ phải làm, mục đích là để lấy lòng của các cử tri trong ủng hộ cho họ. Vâng, rõ ràng rồi, ở phe đối lập thì bao giờ cũng phải tận dụng những cái cơ hội này để đánh lại chính phủ cầm quyền. Và còn tại Thượng viện thì dù chính phủ cũng không có đa số, nhưng mà ngay tại Victoria hay là tại New South Wales cũng vậy, thì Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền là cũng không có không chiếm đa số. Do vậy, nếu mà để thành công trong việc mà bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ thì cũng phải cần dựa vào sự ủng hộ của các dân biểu tự do hay các đảng đối lập độc lập. Trong khi đó, tại Queensland, kính thưa quý vị, cũng đã có một quả bom chính trị mà các chuyên gia cho rằng có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử cuộc diễn ra vào ngày 31 tháng 10 sắp tới, có nghĩa là chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa mà thôi. Và điều bất lợi đây là xảy ra cho Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập, khi mà lãnh tụ của liên đảng này là bà Deb Franklinton đã bị chính các đảng viên trong đảng của bà vạch trần ra những cái vấn đề cho là bê bối trong các cuộc vận động gây quỹ mà những người trong đảng Tự do Quốc gia cho rằng bất hợp pháp. Và như chúng tôi cũng đã loan tin vài lần, sự việc này cũng đã xảy ra tại tiểu bang New South Wales trước đây, là tất cả các nhà thầu xây dựng, nếu như lãnh tụ đối lập hoặc là chính phủ tham dự các cuộc vận động gây quỹ của các nhà thầu xây dựng và các cuộc gây quỹ này không được tài trợ cho các cuộc vận động tranh cử, bởi vì đây là một việc làm bất hợp pháp. Và lý do mà tất cả những cái người trong đảng Tự do Quốc gia đưa ra là bà Franklinton đã tham dự rất là nhiều cuộc vận động gây quỹ của các nhà thầu độc lập này. Và đây là yếu tố mà đảng lao động ở thế đối lập và cũng đang là chính quyền tại tiểu bang Queensland nắm giữ để mà tấn công liên đảng Tự do Quốc gia.
Rõ ràng rồi thưa chị Kim Hoàng, bởi vì nay là cuộc bầu cử ở Queensland đang chảy nước rút trong phải giai không? đoạn nước rút rồi, cho nên là đảng lao động chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để mà tấn công liên đảng tự do ở thế đối lập, mặc dù vụ việc này là xảy ra từ năm 2018. Một câu nói rất hay của Bộ trưởng Ngân khố tại tiểu bang Queensland là ông Cameron Dick, khi ông nói rằng một người lãnh tụ của một đảng mà không thể nào thuyết phục được những người làm việc cho chính mình thì làm sao có đủ khả năng để có thể lèo lái một cái con tàu của hơn vài triệu người tại tiểu bang Queensland. Vâng, do vậy mà ông kêu gọi lãnh đạo Liên đảng Tự do Quốc gia ở là Queensland là nên từ chức. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, cũng có một cái thông tin liên quan tới giao thương với Trung Quốc. Theo nguồn tin báo chí thì căn cứ vào các giới liên hệ trong ngành thì Bắc Kinh đã thông báo cho các công ty quốc doanh nước này là nên ngừng nhập khẩu than từ Úc Châu. Và cũng theo nguồn tin báo chí thì các cơ sở được gọi là hải quan Trung Quốc cũng đã khuyên các công ty quốc doanh thuộc ngành điện, thép và năng lượng ở Trung Quốc là nên chấm dứt ngay việc mua than từ Úc Châu. Tuy nhiên đây chỉ là những diễn dịch từ các cơ sở có liên hệ chứ cũng không phải là lời tuyên bố chính thức từ chính quyền ở Bắc Kinh. Vâng, trong khi đó thì Bộ trưởng Thương mại Úc Châu là ông Simon Birmingham tại Canberra, ông cũng đã xác nhận là nước Úc đã nghe về nguồn thông tin này. Tuy nhiên một lần nữa đây là những nguồn tin mà chúng ta hay nói là second hand, chứ không phải là nguồn tin chính thức từ chính quyền Bắc Kinh. Và do đó chính phủ Úc vẫn quyết định giữ thái độ chờ xem phía Bắc Kinh có lên tiếng một cách trực tiếp hay không. Và đây không phải là vấn đề mới mẻ trong cái quá trình căng thẳng giữa hai nước. Trước cái vấn đề than đá thì Bắc Kinh cũng đã lên tiếng và cũng đã can thiệp rất nhiều vào vấn đề thuế quan của sản phẩm lúa mạch khi nhập cảng vào Trung Quốc, hoặc là ngăn chặn giới hạn cái việc sản xuất thịt bò của 5 cơ sở tại Úc Châu. Và sau đó là vấn đề rượu nho, Bắc Kinh cũng đang có những cái chỉ trích đối với vấn đề trợ giá của chính phủ Úc cho sản phẩm nông nghiệp này. Và đó là những cái hành động leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia trong thời gian vừa qua và chắc chắn là trong thời gian sắp tới, khi mà than đá là một trong những mặt hàng chiến lược của nước Úc cũng sẽ là nạn nhân trong cái cuộc căng thẳng lần này. Vâng, và do vậy mà nếu mà những cái thông tin này được xác nhận thì có thể lẽ chúng ta cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Mặc dù vậy thì chính phủ Úc vẫn rất là tự tin là bởi vì nguồn than đá của nước Úc là một nguồn than đá có phẩm chất rất là cao, giá cả cũng rất là phải chăng. Và đây là một cái sự mua bán mà có lợi cho cả người bán lẫn người mua, chứ không phải là có lợi cho một cá nhân nào. Và các doanh nghiệp tại Trung Quốc sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo tin mới nhất mà chúng tôi nhận được trên trang mạng news.com.au thì tiểu bang Tasmania vừa thông báo là cũng sẽ mở cửa cho tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác ở Úc cho cư dân được vào bang này từ ngày 26 tháng 10 tới, tất nhiên là ngoại trừ tiểu bang Victoria và New South Wales. Vâng, New South Wales thì thủ hiến của tiểu bang Tasmania, ông Peter Gitquin cũng sẽ nói là sẽ có một cái quyết định riêng đối với New South Wales trong thời gian sắp tới. Quyết định này sẽ tùy vào những cái trường hợp lây nhiễm tại New South Wales. Và như vậy thì chúng ta thấy ít nhất là những cư dân khác như là tại Tây Úc, tại Queensland, tại Nam Úc đã có thể bắt đầu du lịch tới Tasmania vào ngày 26 tây tháng 10 sắp tới. Ngược lại thì tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới không hề khả quan như tình hình dịch bệnh tại Úc, đặc biệt là tại châu Âu, khi mà chúng ta thấy là tất cả những cái cơ quan, những cái viên chức y tế cao cấp nhất tại Anh Quốc đã phải lên tiếng và họ đang lo sợ là một cái tình trạng tháng 3 năm 2020 lại trở lại, lặp lại lần thứ nhì, khi mà nhân số nhiễm bệnh và nhân số tử vong tại Vương quốc Anh cũng như là tại Pháp và tại Italy liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch COVID trên toàn cầu được xem là rất là khó lường. Sau khi trên toàn thế giới hiện nay cũng đã ghi nhận trên 38 triệu người nhiễm bệnh và trên 1,08 triệu người đã tử vong vì COVID-19. Và đặc biệt là ngoài châu Âu đang phải đối phó với làn sóng thứ dịch bệnh thứ nhì, thì những cái điểm nóng như Ấn Độ, Brazil hiện nay cũng đang có những cái chuyển hướng tích cực, thì nước Mỹ cũng vẫn tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 8 triệu ca mắc rồi và hơn 220.000 người đã tử vong. Vâng, trong khi đó thì tại khu vực châu Á, Indonesia hiện nay đang là quốc gia đứng hàng thứ ba về nhân số tử vong sau Ấn Độ và sau Iran. Mà thống kê cho chúng ta thấy là cho đến thời điểm này,
Ấn Độ là đứng hàng thứ nhì trên toàn thế giới và đứng đầu tại khu vực châu Á với hơn 7 triệu ca nhiễm bệnh, và những ca tử vong tại Ấn Độ cũng đã khoảng trên 100.000 người. Riêng Indonesia thì cho tới ngày hôm nay cũng đã có trên 12.000 người tử vong. Đây là một con số khá cao, là bởi vì châu Á trong thời gian vừa qua được cho là khá thành công trong vấn đề phòng chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, những con số âm thầm gia tăng mỗi một ngày và khi mà được nêu lên thì đã gây quan ngại rất nhiều cho các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế WHO. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.